Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Là xuyên vân phơi liễn của Ma Thiên Cát. Chạy mau. Cuối cùng cũng tới rồi. Đây là các chủ của Ma Thiên Các, sư phụ của chín đại ma đầu. Cô bé đó chắc là nữ đệ tử nhỏ nhất từ Diên Nhi, nhìn có vẻ ngây thơ nhưng mà giết người không chớp mắt. Cuối cùng cũng tới rồi. Sư phụ mời ngồi. Nhà đầu này trưởng thành rồi. Cuối cùng phát triển theo hướng tỉ mỉ chu đáo. Vi sư rất là vui vẻ và yên tâm. Kính già yêu trẻ, không nên mang luôn ghế của mình tới hay sao? Trưởng lão mời ngồi, đá ta. Ngươi, chính là Lạc Hành không? Không hổ là Ma Thiên Các tổ sư gia, gừng càng già càng cay, không kém năm đó, giọng nói vẫn tràn đầy vang dội. Lão Phu còn coi rằng ngươi không dám tới. Dù là như vậy, Lão Phu đã gửi 13 bức thư khiêu chiến. Ma Thiên Các trả lên hèn nhát như vậy từ khi nào? Thiên kiếm môn còn con, giao cho các con. Đồ nhi tuân lệnh. Ngũ sư muội, muội lái thuyền cho vững. Vâng. Lão Thất Phu, ngươi không xứng giao chiến với sư phụ của ta. Hôm nay không xứng, không phải là ngươi nói là được. Ấy, Lạc Trường Phong là con trai của ngươi đúng không? Loại như hắn, chết là đáng đời. Còn dám gửi chiến thư cho Ma Thiên Các. Miệng thối thật đấy. Ngươi là một trong chín đại xúc sinh của Ma Thiên Các sao? Du khách làm yên xuống, đừng để bị ngộ thương đó. Không ngờ Thiên Kiếm Môn lại dám đối đầu với Ma Thiên Các. Các ngươi còn không xứng để Lão Phu ra tay. Ngươi có thể xứng để Lão Phu ra tay chỉ có ngươi. Muốn giao chiến với sư phụ ta, đánh bại ta trước rồi nói. Ngũ đại đệ tử của Thiên Kiếm Môn, ai dám xuống đây chiến đấu một trận. Để đối phó với người này, Thiên Kiếm Môn trưởng lão Lạc Trình. Hay là để ta xuống trước. Nhưng mà Lạc Trình lại lùi lại một bước. Năm đại đệ tử trực tiếp xông lên, vây canh Hoa Vô Đạo. Sư phụ, lão hồ ly này chơi mưu kế. Điền kỵ tái mã không có ý nghĩa gì, càng huống hồ Hoa Vô Đạo đã bước vào thất diệp, lục hợp đạo ấn thiên hạ vô song. Năm người này chẳng qua chỉ là thần đỉnh cảnh, sao có thể là đối thủ của Hoa Vô Đạo? Năm đại đệ tử bắt đầu quay vòng quanh Hoa Vô Đạo, trường kiếm trong tay đã xuất hiện rung động của cương khí. Lão Phu còn tưởng là ai, hóa ra là trưởng lão Hoa Vô Đạo của Vân Tông. Lão Phu thật sự là cảm thấy xấu hổ thay người. Trong khoảng thời gian ở Ma Thiên Các, sớm đã nghĩ rõ ràng, bắt đầu từ ngày gia nhập Ma Thiên Các, ta đã định sẵn là phải đối diện với những chuyện này. Ra tay đi. Lục hợp đạo ấn. Kiếm cương toàn bộ đã va chạm lên lục hợp đạo ấn. Hoa Vô Đạo rất là bình thản, không hề chịu chút ảnh hưởng nào. Lại lần nữa tiến lên. Trước đây sớm đã nghe nói lục hợp đạo ấn của Hoa Vô Đạo. Rất nhiều người xì mũi coi thường đại pháp rùa rụt đầu của lục hợp đạo ấn. Bây giờ thấy nó lại có thể sử dụng như vậy. Năm đệ tử sử dụng toàn bộ hỏa lực, nhưng mà lục hợp đạo ấn vượt xa tưởng tượng của họ. Giống như là con kiến rung cây, không hề khiến cho lục hợp đạo ấn di chuyển nửa phần. Hoa Vô Đạo lại lần nữa tiến lên. Còn đợi gì nữa? Ngũ kiếm hợp nhất. Vâng. Năm đại đệ tử đồng thời lơ lửng trên không, năm người liên kết thành một thể. Cũng chính là vào lúc này, chỗ Hoa Vô Đạo đang đứng xuất hiện một vòng tròn màu lục khổng lồ, đường kính khoảng 5 mét. Đây không phải là bát quái cương ấn của Hoa Vô Đạo. Phật môn công pháp Minh Kính Đài,
tâm như gương sáng nhìn thấu vạn vật, động tĩnh của kẻ địch đều nằm trong lòng bàn tay. Kẻ nhận được chúc phúc, tu vi tăng vọt, kẻ bị ăn mòn, tu vi giảm mạnh. Đây là một tuyệt chiêu phạm vi lớn hại địch lợi ta. Có thể thi triển chiêu này, thấp nhất cũng phải là nguyên thần kiếp cảnh. Tu vi càng cao, hiệu quả càng đáng sợ. Thiên kiếm môn phụ thuộc vào đạo môn, sao lại có người tu luyện thành tuyệt chiêu như vậy? Có điều Hoa Vô Đạo không hề sợ hãi, sắc mặt bình thản, hắn tiếp tục tiến lên. Sinh bắt quái dưới chân, lục hợp đạo ấn còn lại ba chữ, bay ra bên ngoài. Tất cả đệ tử nghe lệnh, hôm nay giết bất kỳ ai trong Ma Thiên Các cũng được. Sợ là ngươi không giết được ai đâu. Lục hợp đạo ấn đột nhiên giãn nở và phát tiết ra ngoài, chín chữ lớn lấp lánh ánh sáng vàng kim, bắn về phía xung quanh. Chiêu thức tăng cường mạnh mẽ như là Minh Kính Đài cũng không thể nào lấp đầy khoảng cách giữa hai bên hay sao? Ta vừa lộ diện còn chưa muốn chết đâu.